trở lại với kênh An Thái Auto. Chúc mọi người một ngày cuối tuần ấm áp bên gia đình và người thân. Hôm nay em gửi tới mọi người một video giới thiệu về một dòng sản phẩm của hãng Kia, đó chính là Kia Seltos 2021. Em xin mời mọi người sẽ cùng em đi vào phần tiếp theo của video để tìm hiểu về dòng sản phẩm này. Seltos 2021 có thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi là điểm sáng trong phân khúc SUV cỡ nhỏ hiện nay. Mảng SUV cỡ nhỏ đang rất hot suốt 4 năm qua với những cái tên như Hyundai Kona, Chevrolet, Trailblazer, Toyota, CHR, Ford EcoSport, Nissan Kicks và Mazda CX-30 luôn là ứng viên sáng giá. Bổ sung vào danh sách này là bản nâng cấp của Kia Seltos 2021. Kích cỡ của Seltos mới lớn hơn gần với Sportage thay vì tương đồng với người anh em Seon. Kia Seltos 2021 tạo nên khác biệt nhờ thiết kế hấp dẫn và nội thất rộng rãi, với khoảng không gian rộng rãi ngồi thoải mái. Cùng chia sẻ nền tảng với Kona và Seon nhỏ hơn, kích cỡ rộng hơn của Kia Seltos 2021 mang lại không gian cabin và khoang hành lý thoải mái. Hàng ghế sau đủ chỗ ngồi thoải mái cho hai người lớn cao trên 1m8. Không gian nội thất có thể nói là tốt nhất trong phân khúc SUV cỡ nhỏ hiện nay. Seltos và Honda HR-V đứng đầu trong danh sách xe có khoảng để chân và khoảng không trần xe rộng rãi. Khoang hành lý của Seltos rộng hơn một chút nhờ khả năng hạ thấp sàn cốp xe, tăng thêm diện tích. Khoảng không trần xe, hàng ghế trước và sau của Kia Seltos 2021 lần lượt là 101cm và 97,5cm. Khoảng để chân ngang hàng ghế trước và sau lần lượt là 105cm và 96,5cm. Trong khi đó, các con số của Honda HR-V lần lượt là 100cm, 97,2cm, khoảng không trần xe trước và sau 104,6cm, 99,8cm, khoảng để chân trước và sau. Hàng ghế sau của Kia Seltos thiết kế thực dụng hơn, ngoài khả năng gập, phẳng ghế có thể nghiêng về sau, tạo tư thế ngồi thoải mái hơn. Kia Seltos 2021 cho khả năng lái chính xác và đầm tay, cảm giác lái ấn tượng, người lái có thể cảm nhận rõ điều này. Hệ thống treo của Kia Seltos 2021 được tinh chỉnh khá tốt, có thể hấp thụ mọi dao động trên cung đường ngoằn nghèo. Seltos mới xử lý rất tốt, thân xe ít dao động, độ đầm chắc có thể cảm nhận rõ ràng. Kia Seltos 2021 được trang bị hệ thống treo sau độc lập, thực chất là trang bị tiêu chuẩn trên model dẫn động tất cả 4 bánh. Bản dẫn động cầu trước dùng hệ thống treo trục xoắn cho trải nghiệm lái khác với hệ thống treo độc lập. Động cơ của Kia Seltos 2021 cho cảm nhận lái hỗn hợp, động cơ tăng áp 1.6 lít khá ổn, đủ mạnh cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, nhưng hộp số ly hợp kép tại 7 cấp lại không tương xứng. Hộp số này không thực sự trơn tru như mong đợi. Kia Seltos 2021 mất 7,3 giây để tăng tốc từ 0 lên 96 km/h, thành tích ấn tượng với SUV cỡ nhỏ. So với Honda HR-V, AVD Sport, Seltos mới tăng tốc nhanh hơn. Mẫu xe Honda mất 9,6 giây tăng tốc từ 0 đến 96 km/h. Trên đường thẳng, Kia Seltos 2021 tăng tốc ấn tượng. Mọi thứ có vẻ nhuần nhuyễn, chế độ Sport cho cảm giác lái khá thích, cảm nhận rõ ràng độ lặng của vô lăng. Nói chung, cảm giác lái của Kia Seltos 2021 không quá ấn tượng, dù nhỉnh hơn trong phân khúc xe có 3 chế độ lái: Lowman thông thường, Sport thể thao và Smart thông minh. Ở chế độ Lowman, xe lái dễ dàng, hộp số vận hành trơn tru và ở giải vòng tua 2.000 đến 2.500 vòng trên 1 phút, cảm giác đánh lái khá là nhẹ. Chế độ Sport tăng khả năng vận hành chuyển số lâu hơn, vô lăng cứng hơn, cảm nhận rõ sức nặng của vô lăng. Chế độ Smart kết hợp với cả hai chế độ trên, vận hành tùy theo tình huống. Nếu người lái cần xe hoạt bát hơn, Kia Seltos 2021 sẽ mang lại cảm giác lái thể thao, còn không, mọi thứ vẫn được duy trì ở mức bình thường. Nội thất
của Kia Seltos là chất lượng, công nghệ là điểm sáng. Một trong những điểm nhấn của Kia Seltos 2021 chính là công nghệ màn hình 10,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Nội thất chất lượng, công nghệ là điểm sáng. Một trong những điểm nhấn của Kia Seltos 2021 chính là công nghệ màn hình 10,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, dễ dàng sử dụng, đáp ứng nhanh. Tính năng dẫn đường là trang bị tiêu chuẩn trên bản SX ứng dụng UVO Link, cho phép người lái thực hiện một vài tác vụ từ điện thoại như khóa, mở từ xa, xác định vị trí. UVO Link tương thích với Amazon Alexa và Google Home, người lái có thể yêu cầu trợ lý ảo Alexa thiết lập kiểm soát khí hậu tự động trong xe trước khi khởi hành. Nội thất Kia Seltos 2021 được nâng cấp đáng kể, đặc biệt là phần chất liệu. Bản SX tuy có giá 29.010 đô la nhưng chất liệu rất tốt, cho cảm giác mềm mại của da thay cho nhựa rẻ tiền. Vô lăng bọc da cho cảm giác thích hơn chất liệu da nhân tạo của ghế ngồi. Các tính năng của bản Seltos SX được nâng cấp đáng kể. Xe có 3 cổng USB, ghế trước sưởi sạc không dây, hệ thống âm thanh Bose cao cấp. Hệ thống Bose kết nối với đèn nội thất nhấp nháy theo tiếng nhạc. Tính năng này thú vị với những người có nhu cầu nghe nhạc trên xe. Tuy nhiên so với Kia Seoul, hệ thống Seltos mới không thể sánh bằng. Đèn môi trường bên trên Seoul sáng hơn và dễ nhận diện hơn. Đổi lại, kiểu thiết kế loa trên Kia Seltos 2021 mang lại cảm giác trẻ trung hơn. So với SUV cỡ nhỏ, Kia Seltos 2021 vượt trội về công nghệ an toàn. Bản Seltos SX có đủ cả từ kiểm soát hành trình thông minh với Stop and Go tới trợ giúp giữ làn đường. Các tính năng này giúp lái xe dễ dàng và an toàn hơn, đặc biệt là trên cao tốc. Kia Seltos 2021 có nhiều lợi thế trong mảng SUV cỡ nhỏ. Thiết kế sành điệu, kích cỡ đủ sức thu hút, dẫn động tất cả các bánh xe dù xếp dưới Sportage. Kia Seltos 2021 có nhiều lợi thế trong mảng SUV cỡ nhỏ. Thiết kế sành điệu, kích cỡ đủ sức thu hút, dẫn động tất cả các bánh dù xếp dưới Sportage. Tại thị trường Mỹ, Kia Seltos 2021 có giá khởi điểm là 23.110 đô la, cao hơn so với Honda HR-V khoảng 1.200 đô la. Xe sẽ có 5 phiên bản LX, S, S1.6T, EX và SX. Em mong rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ có ích một phần nào đó cho anh em đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng xe này. Hiện tại xe do ảnh hưởng của dịch Covid nên xe vẫn chưa có chính thức công bố ngày sẽ ra mắt và giới thiệu tại Việt Nam. Em cũng mong rằng cái thời gian đó sẽ đến gần thôi. Mong là tầm quý 3, quý 4 là xe sẽ cập bến đến tại Việt Nam. Em cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.